Hi, Thắng Lê xin chào các bạn. Trong cái clip này, Thắng Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mình tối ưu cái dung lượng của một cái file bản vẽ ở AutoCAD thực tế nha. Cụ thể là cái file bản vẽ này các bạn. Thì thông thường các bạn cái file CAD các bạn nó nặng nề quá, các bạn không biết làm sao, còn sao kỳ cho bản vẽ của tôi của chúng tôi nó chỉ có vài đối tượng thôi. Có nhiều bạn gửi câu hỏi về: "Thầy ơi, sao cái bản vẽ của em có vài đối tượng thôi mà sao nó rất là nặng, nó lên tới cả 4 5 mê, thậm chí là cả chục mê, là lý do vì đâu?" Rồi mời các bạn theo dõi nha. Ở đây mình lấy một cái file căn hộ cao cấp này mình làm ví dụ. Thì cái file này cũng có khá hiện tại cũng có khá nhiều đối tượng, và mình kiểm tra dung lượng hiện tại của nó xem. Các bạn cứ vào trong cửa sổ Explorer, bạn tìm đến cái vị trí lưu cái file đó, bạn vào trong cửa sổ CAD cũng được nữa. Bạn cứ chuột phải vào cái file đó, bạn tích chọn vào Property, rồi các bạn sẽ tìm thấy được cái thuộc tính của nó. Thì ở đây mình thấy nó báo là size á, size bandit nè là 1,01 mê. 1,01 mê, ok, có những file lên tới mấy chục mê nha. Xong. Mình giả sử cái file bản vẽ này sau khi mình vệ sinh, mình xóa sạch sẽ những cái phần mình không có cần, cái phần mình cần là phần chỉ là phần này thôi. Mình chỉ cần phần này thôi. Toàn bộ những cái ở bên tay phải mình bỏ hết đi. Đây, toàn bộ mình bỏ hết đi nè. Bỏ hết, delete ra đi đúng không? Thông thường bạn chọn mình delete thôi. Rồi tiếp theo, bây giờ các bạn mới save cái file này lại. Save cái file này lại. Rồi các bạn vào bạn kiểm tra lại dung lượng xem nó có giảm không. Đương nhiên nó có giảm nhưng mà nó giảm chưa tối ưu. Bạn cứ chụp phải vào lại bằng kiểm kim hồi nãy là 1,01 đúng không các bạn? Bây giờ bạn kiểm tra lại thì bây giờ bạn thấy nó giảm xuống còn 644, còn 644 kB thôi. Tuy nhiên nó vẫn chưa tối ưu. Lý do là khi các bạn xóa những cái bài lock á, khi các bạn xóa những cái bài lock như vậy thì ở trong cái bộ nhớ của cái file này, trong cái bộ nhớ đệm của cái file này nó vẫn còn chứa cái lock đó. Cụ thể là các bạn có thể vào trong insert lock, bạn có thể lấy những cái lock này ra rất là dễ dàng bằng cách là mình nhập tên ở đây. Bạn thấy không, còn rất là nhiều tên này, đây bạn thấy nè, còn rất là nhiều đúng không nào, đây còn rất là nhiều lock. Thì chính những cái lock này nó làm cho cái dung lượng nó tăng lên, mà chính những cái lock này nè, chính cái lock này nè, chưa các bạn. Rồi bây giờ thì mình làm sao để mình xóa những cái lock này, để những cái lock ra đi, để xóa những cái lock này nè, xóa tất cả những cái lock mà nó không có xuất hiện trên bản vẽ nha, những cái lock mà không có xuất hiện trên bản vẽ đó, những cái nào mà không có xuất hiện ở đây thì bạn xóa nó hết đi, nó sẽ giảm cái dung lượng của cái file và bạn sẽ tối ưu được cái dung lượng của cái file đó, và nó sẽ nhẹ nhàng và các bạn dễ dàng gửi mail, rồi bạn mở lên cái màn hình nó không có bị lag, nó không có bị giật lag. Đó là cũng là một cách để các bạn khắc phục. Rồi mình làm như sao, đó là lệnh BU, bạn nhập lệnh BU nha, BU nè, lệnh nguyên chữ của nó là Purge BU nha, Enter. Bạn cứ nhấn cái phím A trên bàn phím á, trên bàn phím nó có cái chữ cái phím A, bạn nhấn cái nút phím A liên tục là được nha, nhấn cái nút A đó, A. Các bạn cứ nhấn đến khi nào nhấn cái phím A, nhấn đến khi nào bạn thấy chữ buộc ô ở đây nó mờ đi là được nè, buộc ô nè. Được chưa các bạn? Đây, buộc ô. Rồi, bạn click vào đây. Lúc này mình thấy nó mờ rồi. Mờ nghĩa là nó xóa hết tất cả những cái gì gọi là rỗng không có trong cái file CAD này. Những cái gì mà không có xuất hiện trên cái bản vẽ này, trên những cái gì mà nằm trong không gian màu đen các bạn nhìn thấy đó. Rồi sau đó bạn load lại, nhớ save file này lại, Ctrl S. Các bạn cứ Ctrl S, bạn save nó lại. Rồi. Rồi mình save nó lại xong rồi, các bạn vào đây các bạn xem nè. Bây giờ mình kiểm tra lại cái dung lượng của nó ha. Các bạn cứ vào trong cửa sổ Explorer cũng được. Cứ chuột phải vào đây, bạn chọn lại Property. Bạn nãy mặc định chưa làm là nó là 644 đúng không bạn? Bây giờ bạn kiểm tra xem nó còn 400 mấy thôi nè, tức là nó đã tối ưu rồi, bây giờ là đã tối ưu rồi. Bạn muốn tối ưu nữa thì bạn vào bạn xem coi trong đây có những cái gì không cần thiết, ví dụ những cái gì rác rến không cần thiết bạn cứ xóa đi thì nó sẽ giảm nữa, được chưa các bạn? Xóa hết rác đi. Đôi khi các bạn xóa hết rồi mà dung lượng nó vẫn không thay đổi, không thay đổi nhiều lắm, nó vẫn còn tương đối lớn, thì các bạn phải vào trong layer, là do cái đối tượng nó vẫn còn trong bản vẽ, tức là nó ẩn đi thôi chứ nó không có. Đây mình làm cái ví dụ, mình copy cái đối tượng làm ví dụ nè. Rồi đương nhiên lúc này dung lượng file bị tăng lên rồi, mình save lại rồi mình kiểm tra nó nè, bạn xem nè. Đây dung lượng tăng lên 1 MB rồi. Những cái đối tượng này thằng Lê cho nó vào trong một cái layer khác,
Giả sử mình cho nó vào một cái layer nào đó nha, tạo một layer mới mình cho nó vào luôn. Là layer mới bằng click vào đây nè, rồi click new ở đây ha. Rồi cái gì bạn mới tạo á, mới thêm bằng chèn bằng chữ A cộng vào trước để cho nó lên trên cùng để bạn có thể phân biệt được. Rồi vô đối tượng mới, enter, rồi đóng lại. Mình bôi chọn cái này toàn bộ những cái đối tượng vừa sao chép ra mình cho vào trong cái lớp mới này. Xong, đương nhiên nó vào trong cái lớp mới nó nằm hết rồi. Bây giờ mình tắt cái layer mới này đi. Layer mới, mới. Bạn coi chữ M nó sẽ tới. Không. Không rồi. Đây, A cộng nằm trên cùng này các bạn. Rồi, tắt cái bóng đèn đi. Chuyển qua layer khác nè. Thì toàn bộ những cái gì nó đã ẩn rồi, giả sử mình xóa, mình cho rằng đây là rác đi, mình xóa đi nha. Giờ mình ẩn đi luôn, ẩn đi luôn. Khi mà bạn xài cái bóng đèn đối với một cái khối á, bạn chú ý cái này, đây là một cái điểm các bạn chú ý nữa nè. Rõ ràng là cái laser này mình nó đang nằm trong cái đối tượng này, toàn bộ đối tượng này nó đã nằm trong cái laser nào các bạn, nằm trong laser là A cộng mới. Mình đã tắt cái bóng đèn của A cộng mới đi rồi, tại sao nó vẫn còn hiện ở đây? Thì cái lý do là như thế này, mình giải thích luôn cho các bạn hiểu nè. Lý do cái lúc người ta tạo khối đó, đây mình nhìn nó đang, các bạn thấy mình đang ở trong cái lớp A Anno Head đúng không? Rồi đây mình vẽ bất kỳ thôi. Sau đó cái đối tượng này nè thì nó lại nằm trong một lớp khác nữa. Cái đối tượng này nè lại nằm, lấy cái màu đỏ. Màu đỏ thì nằm trong lớp Ado, màu trắng nằm trong cái lớp A Anotest. Sau đó người ta mới khối cái lớp, người ta tạo khối cho cái lớp này. Nhập lệnh B Enter. Rồi đặt cho nó cái tên gì đó để cho các bạn. Bitpoint, chọn điểm đặt. Nếu vào select object, khi tạo khối các bạn nhớ tích chọn vào đây để cho phép phá khối bằng lệnh explore. Nhiều bạn bỏ chọn cái này đi, cái khối phá không được. Thì các bạn vào trong kênh của thằng Lê bên dưới cái video này, trong một mô tả mình có để cái đường link. Các bạn tới click vào một cái là vào thẳng trong kênh thôi. Các bạn tìm được cái video có tên là khắc phục hiện tượng không thể phá khối bằng explore. Thì mình có chỉ chi tiết rồi, các bạn vào trong bạn xem nha. Rất là hay. Và gần như bạn nào cũng gặp phải đó. Rồi ok. Xong. Thì đương nhiên cái lốc này nè. Rồi bên trong nó đó. Thì nó lại nằm trong hai cái layer khác nhau. Rồi cái lúc mà khối lại thì nằm trong một cái layer nào đó. Bây giờ mình thử mình tắt. Chọn vào, mình thấy nó nằm trong, nó báo cái tên ở đây là đang nằm trong cái lớp A Anotest đúng không? Các bạn thử tắt cái bóng đèn của lớp này xem, là bạn lướt qua cái layer khác. Thì bạn thấy là nó chỉ tắt cái đối tượng này thôi. Còn cái này vẫn còn này, bạn thấy nó vẫn còn không? Đó, mặc dù mình tắt bóng đèn của cái layer đó rồi. Rồi, bây giờ muốn ẩn hết thì các bạn làm sao? Các bạn phải vào đây, bạn tắt luôn cái dấu sao này nè. Bạn xài cái dấu sao, bạn không xài bóng đèn nữa mà xài dấu sao. Ví dụ giờ mình tắt cái lớp A cộng mới, bạn xài cái dấu sao, mình xài dấu sao cho bạn xem nè. Cái bóng đèn mà tắt hết nó không tắt, xài cái dấu sao nha. Rồi, lúc qua là giờ khác, bạn thấy nó ẩn hết không? Tương tự cho đối tượng này, bạn cũng phải xài cái dấu sao. Là đóng băng lớp á, đóng băng này là bạn thấy nè, re-author này đóng băng. Bạn lít cái thì nó sẽ tan băng ra, đó, như vậy đó, thì nó ẩn hết rồi nè. Thì như vậy rõ ràng là bạn xóa hết rồi, bạn đã xóa hết đối tượng phần rồi. Nhưng mà những cái đối tượng mà nó vẫn còn ẩn, nghĩa là dung lượng nó vẫn còn, cho dù bạn có BU nó cũng không có xóa, tại vì cái đối tượng mà ẩn á, rồi là BU nó không có xóa nha. Ẩn mà nguyên tắc nó vẫn còn ở trong layer thì BU nó không có xóa. Nhấn AA liên tục nè, đóng lại nè, rồi save lại nè. Các bạn xem dung lượng cũng không có thay đổi gì hết nè. Bạn thấy chưa, cũng 1,07 mê thôi. Cái đối tượng này nó bị ẩn đi thôi, tắt lớp đi thôi, chứ nó không phải bị xóa. Thì khi bạn dùng lệnh BU rồi, bạn phải bật tất cả, lưu ý bật tất cả những cái layer đang tắt lên. Bật tất cả các layer đang tắt lên. Cái nào đang đóng băng thì mở, tan băng ra, nhấn vô cái là tan băng ra. Bật hết tất cả bóng đèn lên cho sáng lên. Rồi sau đó bạn xóa hết tất cả những cái nào gọi là rác. Xóa hết tất cả là rác. Rồi sau đó bạn mới dùng lệnh BU thì nó mới tối ưu được. Cứ nhấn A đến khi M thì thôi, rồi bạn đóng lại. Save. Bây giờ bạn kiểm tra lại nè, dung lượng nó sẽ giảm là còn về đường vị gốc nè. Cái chỗ phải vào nè. Rất là ti nè. Đây, bạn thấy chưa?
Rồi đó là thằng Lê vừa chỉ cho các bạn biết cái cách để mình tối ưu cái file dung lượng của cái file, mà khi các bạn đã dùng lại MIUI rồi mà thấy nó vẫn không tối ưu, nó vẫn còn lớn dung lượng là do những cái layer đó đang bị ảnh, bật lên tất cả, xóa nó hết đi rồi BU trở lại thì được, được chưa các bạn? Rồi thằng Lê đã vừa chia sẻ cho các bạn cái cách để mình tối ưu dung lượng file, giảm dung lượng file để mình gửi mail mình lưu nó lại và cái file của mình mở lên nó không có bị giật lag, nó nhẹ cái dung lượng file đi, nó giúp cho các bạn làm việc khá nhẹ nhàng. À, video này nếu có ích thì các bạn chia sẻ nó về từ Facebook cá nhân cũng như là lên các trang mạng xã hội khác để cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn chưa đăng ký kênh của mình, các bạn click vào thằng Lê này nè để đăng ký ủng hộ kênh của mình. Khi lúc này miễn phí nha các bạn, bạn click vào đăng ký thì khi mình chia sẻ video khác lên thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo các bạn xem. Khi bạn đăng ký bạn không có mất phí gì đâu, các bạn cứ đăng ký. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.